lời mẹ hát ngọt bùi hôm nay. Hạt gạo làng ta có bao tháng bảy, có mưa tháng ba, giọt mồ hôi rơi nhưng chưa tháng sau, nước như ai nấu trên cả ca cờ của ngòi lên bờ mẹ em xuống cây. Hạt gạo làng ta những năm bom Mỹ chút. Đây, con Quyền đang có mặt tại bãi bồi của dòng sông Kinh Thành, rất nhiều có hốc sẵn đây, bà con vừa mới thu hoạch xong. Và như các bạn thấy là các bạn sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao không ở nhà gọi điện thôi, rồi người ta gửi hàng về đến nhà. Như vậy là gì ạ? Như vậy là đỡ vất vả làm sao ạ? Khi một ngày 200 cây số chỉ để đến đây để quay cái video, chỉ để nói chuyện với bà con đó, thì nó thuộc về cái phong cách kinh doanh của con Quyền. Quan điểm của con Quyền là tất cả các sản phẩm cung cấp tới khách hàng, đặc biệt là những sản phẩm hữu cơ. Sản phẩm hữu cơ là sản phẩm đến từ tự nhiên, những sản phẩm mà đúng bà con người ta làm ra. Có thể là những cái hộ kinh doanh lớn mà con Quyền chia sẻ ở đoạn sau của video này. Những hộ kinh doanh lớn người ta cung cấp, con Quyền phải mắt thấy tai nghe. Khi mình mắt thấy tai nghe và mình biết được cái quy trình sản xuất, cái chất lượng của sản phẩm, và mình hiểu hơn được về cái sản phẩm từ nơi này so với nơi khác như nào, thì chính bà con, những người trồng lâu năm, những người mà người ta canh tác lâu năm, những người sản xuất lâu năm, những người cung cấp lâu năm, người ta sẽ nắm bắt được điều đó. Và đấy cũng là một cái mà khi tất cả các anh chị là những người mua hàng của em Quyền, mình đều gì ạ? Mình đều tin tưởng rằng là gì? Là em Quyền bán hàng đúng tính chất của một người bán hàng có tâm. Nghĩa là hàng xuất xứ từ đâu, em sẽ nói xuất xứ từ đó, không giấu, không chia sẻ. Mặt hàng xuất xứ từ Trung Quốc, trước khi nhà mình chốt cái đơn hàng thì em Quyền cũng chia sẻ hàng này là hàng xuất xứ từ Trung Quốc. Hàng xuất xứ từ Hải Dương, em Quyền sẽ chia sẻ là hàng xuất xứ từ Hải Dương. Bột sắn Hải Dương, bột sắn Thanh Hóa, bột sắn Hưng Yên và bột sắn Thái Bình, tất cả các thứ, thì em Quyền sẵn sàng chia sẻ về điều đó. Bởi vì trên quan điểm thuận mua vừa bán, và khi khách hàng đã đánh giá về cái chất lượng sản phẩm mình, và cái quan trọng nữa là cái niềm tin của khách hàng dành cho mình, thì mình không có lý do nào đấy để mình xô đổ, mình đạp đổ cái niềm tin đấy đi cả. Bởi vì chính cái niềm tin là cái yếu tố quyết định một phần cái yếu tố là khách hàng có mua hàng của em Quyền hay không. Bởi vì khi được biết được là những sản phẩm em Quyền nhập cho nhà mình, bán cho nhà mình là những sản phẩm chất lượng, những sản phẩm có rõ cơ sở sản xuất, nguồn gốc xuất xứ và những sản phẩm đứng đầu. Quan điểm em Quyền là khi bán các sản phẩm hữu cơ, em sẽ chọn sản phẩm tốt nhất có thể, giá tốt nhất có thể, dựa trên cái chất lượng tốt nhất có thể. Nghĩa là mặt hàng tầm thấp, tầm trung và tầm cao thì em Quyền sẽ lựa chọn bán cái mặt hàng tầm cao. Dĩ nhiên là đối với những anh chị bảo là tôi có nhu cầu tôi mua mặt hàng tầm thấp thôi hay tầm trung thôi, có thể em Quyền sẽ phân phối cho nhà mình được, nhưng mà mình phải đợi. Bởi vì là như cái cơ sở sản xuất phía sau cái video này em Quyền chia sẻ cung cấp tới nhà mình, thì để mà một cái chất lượng sản phẩm như vậy mà cung cấp cho nhà mình với một cái sản phẩm tầm thấp hay tầm cao với cái giá như vậy thì em Quyền không cung cấp được. Đó. Chính như vậy mà khi khách hàng là những khách hàng thông thái thì sẽ hiểu được rằng thì chất lượng sẽ đi đôi cùng với giá thành của sản phẩm. Dĩ nhiên không phải cái mặt hàng cao là chất lượng tốt, không phải mặt hàng thấp là chất lượng tồi, mà những người bán hàng em Quyền sẽ luôn luôn gì, sẽ tìm chính cái cơ sở sản xuất, cơ sở bao tiêu khu vực lớn để nhập hàng, để lấy hàng, và chắc chắn sẽ lấy hàng với số lượng lớn để đảm bảo là gì, những cái chính sách của họ sẽ là tốt nhất cho mình, đặc biệt là cái chính sách về giá. Chất lượng vẫn như vậy nhưng chính sách về giá tốt nhất, để làm sao mà với khách hàng em Quyền là người có lợi nhất là được mua một sản phẩm với giá thành hợp lý. Em dùng từ hợp lý đó. Thì đây là cái bãi bồi của dòng sông Kinh Thầy đấy, hạt gạo làng ta, có bão tháng 7, có mưa tháng 3, giọt mồ hôi xa những trưa tháng 6, nước như ai nấu chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy. Đúng không ạ? Hạt gạo làng ta có vị phù sa của sông Kinh Thầy, có hương sen thơm trong hồ nước đầy. Thì đây chính là dòng sông Kinh Thầy. Dòng sông nó bồi đắp phù sa cho cái khu vực này, nó phì nhiêu màu mỡ với hai cái sản phẩm nổi tiếng nhất ở cái khu vực Kinh Môn này. Đó chính là tinh bột sắn dây Kinh Môn và hành tỏi Kinh Môn.
sẽ có video em Quyền chia sẻ về hành tỏi sau. Và cũng không nói dài nữa, sẽ đưa nhà mình trực tiếp thực tế đột nhập vào cơ sở sản xuất và chế biến tinh bột sắn dây lớn nhất, nổi tiếng nhất và được truyền hình VTC chuyên biệt về nông nghiệp đưa lên, cũng như là trong những cái chương trình về giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, những cái chương trình hỗ trợ thương mại, thì đây là cơ sở mà nổi tiếng bậc nhất ở Kinh Môn. Đó. Còn đây là như mình đang nhìn thấy, đây là những khu vực mà bà con mới thu hoạch xong hành và tỏi. À, lát nữa đi vào trong kia, rất nhiều bà con treo hành tỏi miên man nào nó miên man. Việt Nam mình có rất nhiều nơi có những cái sản phẩm chất lượng tuyệt vời với giá thành hợp lý. Tuy nhiên thì những cái sản phẩm chất lượng tuyệt vời và những cái giá thành hợp lý đó nhiều khi không đến tay được đối với những khách hàng có nhu cầu mua những sản phẩm sạch, nhu cầu mua những sản phẩm chất lượng, có nhu cầu mua những sản phẩm có cơ sở nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bởi những người thôi anh chị em, không nói tất cả, những người kinh doanh nhiều khi họ đặt cái vấn đề lợi nhuận là trên hết, họ chưa hẳn đã đặt cái vấn đề là chất lượng sản phẩm là trên hết. Đó. Mua hàng của em Quyền, em sẽ giải đáp bất cứ một băn khoăn thắc mắc nào của toàn thể của anh chị, và luôn luôn rõ ràng về chất lượng, rõ ràng về giá thành sản phẩm, rõ ràng về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Cảm ơn anh chị và hy vọng anh chị mình sẽ xem hết video của em Quyền về cái quá trình thâm nhập cũng như quá trình em Quyền tìm hiểu một cái vùng sản xuất tinh bột sắn dây lớn nhất miền Bắc và trồng sắn dây lớn nhất miền Bắc, để anh chị mình hiểu được là gì, trải qua một cái quá trình dài như nào, vất vả như nào, bà con mới có thể làm nên được, dạ, mới làm nên được 1 kg tinh bột sắn dây. Phải mất bao nhiêu cân củ sắn dây mới làm được nên được 1 kg tinh bột sắn dây. Thì từ đó anh chị sẽ biết được cái giá thành cung cấp ra thị trường như nào là hợp lý, và những cái sản phẩm được bán ở trên thị trường như nào là hợp lý. Thậm chí là em Quyền sẵn sàng chia sẻ với nhà mình một số những cách nhận biết cái tinh bột sắn dây nguyên chất, tinh bột sắn dây có chất lượng so với những cái sản phẩm nó kém chất lượng, thậm chí là dùng từ sản phẩm sắn dây giả. Cảm ơn toàn thể của anh chị. Chúc cho nhà mình có một buổi xem video vui vẻ. Số điện thoại thì em sẽ để ở phía dưới của video, thông tin em sẽ để phía dưới của video, và đặc biệt là cái số điện thoại em sẽ để nó chạy ở trên cái toàn thể cái video này. Anh chị mình có nhu cầu xỉ và lẻ, có nhu cầu cái sản phẩm có chất lượng, đặc sản miền Bắc, đặc sản vùng cao, đặc biệt là đặc sản vùng cao, thì vui lòng liên hệ với em Quyền theo số điện thoại 0356 241484, 086 608 3832, và đây chính là dòng sông Kinh Thầy. Đây là mình rửa đúng không? Đây sắn của nhà mình là sắn ta, theo kiểu là sắn dây thuần Việt sắn ta, đúng không ạ? Cái quá trình mình rửa này có diễn ra lâu không anh? Phải 15-20 phút. Không biết là bao giờ thành ra trong nước. Em cũng có tìm hiểu là cơ sở nhà mình là đây là thuộc về hợp tác xã, nghĩa là anh vẫn là cơ sở hộ cá tập thể tư nhân đúng không? Cũng muốn lên vào hợp tác xã nhưng mà anh chưa thích như thế bởi. Nhưng mà khu nhà mình là được coi là nó mở ra đầu tiên ở đây và quy mô bậc nhất ở đây. Nói chung là đầu tiên thì chả phải, nhưng mà quy mô thì là bậc nhất. Dạ. Nghĩa là chắc là nhà mình cũng có cái bao tiêu đối với các hộ trồng sắn ở đây để nó ổn định cái nguồn nguyên liệu ấy, cũng như là cái chất lượng của sản phẩm đây, đúng không? Sau này tức là anh cũng một số cái vườn trồng này anh cũng đang cho trồng hữu cơ, vâng, cho cái lượng của anh nó được tốt hơn, cái giá thành nó tiêu cao hơn với thị trường, vâng, trồng hữu cơ nữa, tất cả các quy trình là đều trải qua kiểm soát, nghĩa là đảm bảo chất lượng các thứ đầu vào của các loại phân bón các thứ, đúng không? Thế là sau cái quy trình rửa này bắt đầu mình mới đem đến nghiền. Đây là cái quá trình nghiền, thì đây là mình chỉ nghiền một lần thôi đúng không bác? Nghiền 2-3 lần. 2-3 lần để cho nó nhuyễn như kia, càng nhuyễn ra nó càng một của nó là nó tác dụng.
À, nghĩa là cái lượng bột nó càng được nhiều hơn đúng không? Bởi vì nó vâng. Tránh mình bỏ sót. Dạ. Đây. Đây là những cái sản phẩm mà khô sau khi đã nghiền. Đây là máy vắt đây đúng không? Thế là mình chạy công tơ để cho nó vắt đây, nó qua một cái nước sàn này. À. Nó lọc cái bã, khi mà nó hết cái tinh bột rồi thì anh mẹ nghe bã nó kia. À. Nghĩa là có cái lớp sàn ở dưới đấy đúng không ạ? Ờ, đúng rồi. Cái lớp sàn đó nó vắt nước đi hay sao? Hay là nó vắt tinh bột lấy ở dưới đúng không? Tinh bột nó sẽ chảy qua cái lớp này. Đúng rồi. Nó ra nước. À rồi, tinh bột nó sẽ chảy qua cái sàn, chảy ống này ra nước thôi. Chúng bắt đầu mới à, nghĩa là tất cả của anh là có tất cả 5-7 lắng. Đây là cái khâu sau cùng đúng không ạ? Ừ, chưa. Cái chưa này, sau cùng. Ờ, cái này thì là nếu là vì phải đến tối mai thì mới là cái khâu cuối cùng, không đến sáng ngày kia là nó làm lên tổng. À, đến bể này, bể thứ hai này, bể thứ ba này, thứ tư này, thứ năm là sáng của anh chứ ra chậu kia. À, nghĩa là sẽ cho ra đây để lắng này. Lắng mình có phải quấy các thứ gì không? Có chứ. Cũng phải quấy thường xuyên. 8 tiếng anh phải thay nước, anh quấy lên một lần, dàn quấy của anh. À, 8 tiếng quấy một lần. Em cũng có ngày, nhìn thấy cái dàn quấy của nhà mình như rồi. Ngày anh thay 3 lần nước. À. Cái này thì lại sang đầu giờ chiều thì anh lại phải tháo đi, xong rồi anh thay nước, làm sạch mặt đi, xong rồi anh lại thay nước khác rồi. À, nghĩa là rửa sạch mặt. Như cái bể này đã rửa qua được bao nhiêu lần nước rồi? Lần này là lần thứ hai. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Tất cả nó khoảng bao nhiêu lần nước thì mình... có thể 8 lần nước. 8 lần nước mà lần nào cũng phải khoáng lên để lắng, xong để cho nó chảy xả đi đúng không? Đúng rồi. À, thì còn lại nó là cái tinh bột sắn. Như là anh rửa là bao nhiêu cái bẩn này cho lên. À. Nên như này nó là khoảng hùng không toàn đất không nhỉ? Hoặc là những cái gọi là chất thải của nó. Vâng. Lên dưới này. Còn bên dưới này. Ở đây là cái độ bẩn thôi. Vâng. Và cái vỏ nó còn lại. À. Nó nằm đây ở dưới cùng này, nó là bột. Thì cái bột của nó mịn và nó hơi dít tay đúng không? Dưới cùng của nó thì là bột trắng rồi. Vâng. Rồi, nó gần giống kiểu nghệ. Nghệ cũng vậy, ở trên nó, là cái lớp vàng. Chung là sản xuất nghệ nó cũng y như thế này. Vâng. Đấy. À. Quy trình cái này nó cũng như là cái tinh bột nghệ. Vâng. 7-8 lần mới sạch được. Đúng. Nghĩa là gần như không lắng cặn khi sử dụng. Mà làm tốt thì biết làm thì mới được. Vâng. Sao em cứ mua ở đâu mua một khi mà pha một cốc bột sắn dây thì như một cốc sữa thì nó mới đạt tiêu chuẩn. À, nghĩa là gần như không có lắng cặn ở phía dưới. Như cốc sữa. Vâng. À, nghĩa là sau cái quá trình lắng xong đó đầu mình mới sấy. À. Thì ở đây xong rồi. À. Đây vẫn là cái quá trình lắng đúng không anh? Đây vẫn là quá trình lắng. Cái này là sáng mai đi ra. Coi như hoàn thiện. Nghĩa là sau khi khoảng tức là sạch 7 lần nước ở kia, mình thay 7 lần nước. 8 lần nước. 8 lần nước xong bắt đầu mình sẽ lấy cái khu vực này. Là sạch coi như là đạt chuẩn. Vâng. Nó đạt chuẩn xong bắt đầu là anh phải làm lại, tối nay nó làm sạch mặt ở ngoài này, gọi là còn cái gì nữa. Cho hết đi, lại phải bỏ chuỗi hết cái nước này đi này đúng không ạ? Ừ. Vâng. Anh đưa vào trong nhà này, đánh một lần nữa. À. Anh tối nay đánh, từ sáng mai bắt đầu ra cái bột gần như là nguyên như này, tinh như này. Sáng anh ra đây xong bắt đầu là hôm nay là các bà cho ra đây, thì sáng mai lại tiếp tục ở đây lại cho xuống đây. Đây là mình không dùng kiểu phơi nắng mà mình phơi kiểu gió mà... như vậy là nó sẽ giữ được cái định tính, nó không làm mất được cái chất lượng của sản phẩm đúng không ạ? À. Nhất là đây, khi mà đây là cái khu vực công đoạn gần sau rồi, bắt đầu mình cho sang kia để làm khô. Đúng không ạ?
làm khô ở bên kia. Xong bắt đầu khi mà nó ráo hết nước thì mình cho nó lên để đi là để lôi. Vâng. Từ đối thì mình cho vào sấy là vậy. Thôi như nước này thì mình là công nghệ sấy lạnh đúng không ạ? Sấy nóng. À, sấy nóng đúng không ạ? Đây cũng đang rất muốn tìm hiểu sấy sấy lạnh nhưng mà một số các sản phẩm như em Tam Thất chẳng hạn, là bây giờ cái công nghệ người ta công nghệ sấy lạnh, nó không thay đổi, thậm chí là kể cả đúng cái rồi, bề ngoài của nó. Anh biết rồi, anh tìm hiểu rồi nhưng mà chưa để có cái cơ sở này. Vâng, thực ra nó cũng phải đầu tư rồi cộng thêm nữa là cũng phải tìm hiểu về nó. Đấy, tìm hiểu cái từ đây là khác, tất cả các khác. Vâng. Cái này là nhiệt độ nóng quá là không thành công. Không, cũng mình thường là mình cũng ước lượng là cũng có người làm rất là sạch nhưng mà nóng quá thì em muốn nó cũng có cặn, không phải là nó bật nhưng là có cặn. Hiểu em hiểu. Cái quy trình sấy là mình có phải điều chỉnh về nhiệt độ dựa trên cái số lượng hàng của mình có sẵn trong này. Tức là lúc ướt thì mình phải tăng lên mà lúc khô mình giảm dần đi. À, nghĩa là cũng phải điều chỉnh theo cái thời gian chứ không phải nó để nguyên một cái nguyên nhiệt độ. Gần như là điều chỉnh theo kinh nghiệm chứ không có cái máy móc thì để đo nó. Vâng. Theo kinh nghiệm. Nghĩa là cái công đoạn này là công đoạn sau cùng. Đấy nghĩa là sau khi cái bột sắn nó khô là sẽ có thể sử dụng được đúng không ạ? Như vậy là khoảng bao nhiêu cân tươi thì mình được một cân khô, đúng không? Hoàn chỉnh như này. Vâng, mới làm 6 cân tươi. 6 cân tươi một cân khô. Thế mà trên thị trường bây giờ vẫn có người ta bán 30.000, 40.000 một cân tinh. Thì không biết là bột gì được không sắn. Thực tế vậy. Thực ra là mình quay lưng cái bột mì. Bột mì kiểu bột củ mì. Em củ khoai mì nghĩa là bột sắn tàu. Thực ra là em cũng tìm hiểu nhiều và cũng lo lắng. Thực tế là người ta đưa giá cho mình giá quá rẻ. Nếu mà thực tế đối với người bán thì rất là thích khi mà lợi nhuận cao. Nhưng mà chính vì điều đó là khách hàng người ta không có sự tin tưởng. Khi người ta mua hàng, đấy là lý do sao em đến đây trực tiếp, là khi người ta mua hàng người ta bảo là anh không phải là người sản xuất, anh không có những hình ảnh thực tế, thì người ta bảo là có khi anh cũng chỉ nhập cho nơi khác về xong rồi anh bán xong rồi anh đẩy cái giá lên, người ta không tin tưởng. Mà đối với những người không tin có khi người ta cũng khó phân biệt được. Nếu mà không tin uống quen thôi có thể biết được, nhưng không tin là có khi mua cái sản phẩm sắn tàu uống là cũng như sắn dây này, trong khi chất lượng khác nhau hoàn toàn. Cái quy mô một năm ở bên nhà mình được khoảng bao nhiêu tấn anh? Anh làm một năm như năm ngoái thì của anh làm được 30 tấn, nhưng mà năm nay đang cũng mở rộng thêm một chút nữa, thì dự kiến của anh năm nay là anh làm 50 tấn. Cũng vất vả đấy chứ. Từ 3 giờ đêm ấy. 3 giờ. Bắt đầu cứ đến 10 giờ đêm là đi ngủ. Vâng. Mệt quá là ngủ luôn. như